Ai chào hàng cho anh em nha. À, giới thiệu với anh em này, thằng đan 5 này. Thằng đan 5, bộ này là 10 khung 3 50 vòng nha. Đó sợi đan 5 dù siêu bền một khuyên inox. Đó, này thì chống gió rất là tốt. Này cấu hình đánh đa năng. Chồn cuốc bịp đa đa. Chẳng nghịch đều được nha. Đó, bộ này là 10 khung. Mỗi khung 5 vòng. Đó, cấu hình này đánh ra nào. Anh em cần thì liên hệ mình nhé.